chính khí của người bệnh nó còn hay nó hết. Các anh chị nhớ như vậy. Thì ở đây nó có hai chữ, đó là chữ thật và chữ hư. Thì chữ thật cho thấy rằng là chính khí của mình còn đó, còn mạnh đó, và tà khí lúc này nó cũng thịnh. Rồi cái trường hợp thứ hai là cái chữ hư. Hư thì cho thấy là chính khí của mình nó giảm rồi đó các anh chị, mà tà khí nó vẫn còn mạnh. Nha các anh chị nhớ này. Thì tà khí lúc nào xâm phạm vào trong cơ thể của mình á thì nó cũng ở trạng thái là nó thịnh, nó thịnh nó mới xâm phạm vào người của mình được. Các anh chị quan tâm đến cái chuyện chính khí thôi. À, chính khí mà nó thịnh thì nó là thật, và chính khí nó suy thì nó là hư. Rồi em ví dụ ha. Ví dụ như là mình có tà khí đánh nhau với chính khí. Rồi, thì khi mà tà khí hay tác nhân gây bệnh đó, nó xâm phạm vào cơ thể của mình đó, thì lập tức chuyện này nó xảy ra. Và các anh chị thấy đó, trong một cái quá trình bị bệnh đó, thì nó sẽ có những cái kết quả như sau. À, thứ nhất, nếu như mà cái tà khí này nó thắng thì kết cục của cái bệnh này thì nó có hai cái hậu quả, đó là bệnh nặng hoặc bệnh nhân tử vong. À, nếu như mà tà khí nó đánh thắng hoàn toàn chính khí của cơ thể mình. Rồi trường hợp thứ hai, nếu như mà chính khí nó thắng. Anh chị nào đang mở mic thì tắt mic giùm em đi, mọi người sẽ nghe bị nhòe đó. Rồi trường hợp thứ hai, nếu như chính khí trong cơ thể của mình nó thắng thì kết quả của bệnh nó sẽ có hai trường hợp, một là bệnh giảm, hai là mình khỏi bệnh luôn. Đó. Và cái trường hợp thứ ba các anh chị hay thấy nhất trên lâm sàng, nhất là mình sử dụng thuốc nó không đúng, hoặc là chữa trị nó không chính xác lắm, thì mình thấy là chính khí nó bằng với tà khí, tức là bệnh nó không khỏi mà tà khí nó cũng trả lui luôn. Thì đây mình gặp cái trường hợp đó là bệnh kéo dài, hay một thuộc một nhánh mà bệnh nhân hay nói vui với bác sĩ là bác sĩ điều trị theo kiểu nuôi bệnh. Điều trị thuốc làm sao mà uống nó khỏi, nó không khỏi, nó nặng lên nó không nặng lên, mà bệnh nó cứ kéo dài thôi. Thì đây là hiện tượng bệnh lý chính khí và tà khí nó bằng nhau các anh chị nha. Thì đó là những kết quả của diễn tiến bệnh lý, mình dựa vào cái chính khí và tà khí để mình biện luận. Thì đây đưa ra cho các anh chị một số triệu chứng của thật chứng và một số triệu chứng của hư chứng, để khi các anh chị gặp tình huống trên lâm sàng á, các anh chị phân biệt được là người này là hư chứng hay là người này là thật chứng. Thì đây là biểu hiện của thật chứng. Thì các anh chị thấy ví dụ ha, nó còn nhiều nữa, tuy nhiên em để một vài triệu chứng hay thấy trên lâm sàng thôi. À, đầu tiên là phát nhiệt nè, ngực bụng đầy trướng, đau cự án. Đau cự án là sao thì các anh chị học châm cứu biết rồi đó. Đau cự án là mình ứng vào điểm đau thì người ta đau chói lên. Hay nói vui với học trò là cho nó dễ nhớ là đau cự án là đụng vô điểm đau thì người ta cự lại mình, tại vì người ta đau quá đi. Tiếp nữa là phiền táo, đàm giải nhiều, mạch thật hữu lực, tức là các anh chị bắt vào cái mạch đó, các anh chị sẽ thấy mạch nó nảy mạnh quá mà nó đi rất là nhanh, thì mình thấy trường hợp đó là những trường hợp thực chứng. Rồi bây giờ là hư chứng. Hư chứng là những triệu chứng đại diện cho chính khí trong cơ thể của mình nó đang giảm. Thì em chia cho các anh chị dễ học luôn. Thứ nhất là huyết hư nè, thì các anh chị sẽ thấy sắc mặt của người ta nó nhợt nhạt lắm, từ môi, từ niêm, từ mặt, lòng bàn tay, lòng bàn chân, các anh chị thấy nó nhợt nhạt hoặc là mặt vàng úa. Nếu như khí hư thì các anh chị hay thấy bệnh nhân là người mệt mỏi, nó dễ bệnh, nhất là dễ bị cảm, mà bệnh nhân hay than là tôi ngồi không đã thấy mệt rồi mà vận động cái gì còn thấy mệt hơn, tại vì khí người ta hư, người ta vận động thì lại hao khí nữa, người ta sẽ thấy nó mệt hơn. Bệnh nhân tự ra mồ hôi hay gọi là tự hãn, hay bệnh nhân dễ hụt hơi, rãnh khí rãnh hơi. Nếu như mà là phần âm nó hư á thì nó xuất hiện một vài triệu chứng đặc trưng các anh chị, đó là ngũ tâm phiền nhiệt nè. Ngũ tâm phiền nhiệt, ngũ tức là năm vị trí trong cơ thể của mình nó nóng, nó đỏ. Năm vị trí đó thì gồm lòng bàn tay, lòng bàn chân và giữa ngực nha. Và gò má nó đỏ nè, miệng khô, đạo hãn. Đạo hãn tức là đổ mồ hôi về đêm lúc bệnh nhân ngủ á thì gọi là đạo hãn. Triều nhiệt, tức là cứ về chiều thì bệnh nhân nó cảm thấy nóng bức khó chịu nha. Có hai trường hợp triều nhiệt, các anh chị phải nghĩ cho kỹ. Thì y văn hồi xưa người ta không có nhiệt kế, người ta không có đo được nhiệt độ của mình có bị sốt hay không. Thì bây giờ triều nhiệt có nghĩa là có hai tình huống: một, cứ về chiều người ta cảm thấy nóng bức trong người nhưng nhiệt độ bình thường; cái thứ hai là cứ về chiều người ta cảm thấy nóng bức trong người nhưng nhiệt độ cao. Thì cả hai trường hợp đó đều tính là triều nhiệt hết. Rồi tiếp tục triệu chứng lưỡi đỏ ít rêu nè, mạch tới sát. Rồi nếu như mà dương hư
thì bệnh nhân hay than là người lạnh, cả người lạnh hoặc tay chân lạnh nè, đại tiện lỏng, tiểu tiện không tự chủ, lưỡi nhạt, mạch hơi trầm trì. Tất nhiên còn nhiều triệu chứng nữa, tuy nhiên đây là những triệu chứng đặc trưng trên lâm sàng, liệt kê ra cho các anh chị dễ học và dễ làm lâm sàng. Rồi bây giờ mình sẽ phân biệt hư và thật. Các anh chị, cái yếu tố đầu tiên, yếu tố chính để phân biệt hư và thật các em nói rồi, các anh chị dựa vào chính khí của người bệnh nha. Mình sẽ có cách để mình nhìn được là chính khí của người bệnh nó mạnh hay là nó yếu. Thì lát nữa em sẽ nói với các anh chị. Cái thứ hai là biểu hiện của triệu chứng. Thì các anh chị nhìn nè, nếu như chính khí của người bệnh nó khỏe mạnh mà tà khí nó vô, thì chắc chắn chính khí nó đấu tranh với tà khí kịch liệt, đúng không? Nếu chính khí mạnh thì cái triệu chứng biểu hiện ra bên ngoài nó phải rất là mạnh. Thì đó, dựa vào triệu chứng đó để mình nhận biết rằng người đó chính khí nó còn khỏe đó, nó đánh lộn được, nó biểu hiện ra triệu chứng mạnh mẽ. Còn nếu như chính khí của người đó giảm rồi, nó không còn sức để nó đánh nhau lại với tà khí nữa, thì cái triệu chứng biểu hiện ra ngoài nó rất là yếu ớt nha. Thì ở đây em để cái ý này là quan trọng nhất để mình phân biệt. Triệu chứng có tính chất là giảm chức năng hoạt động thì đó là triệu chứng thuộc hư. Và triệu chứng có tính chất thiên khỉnh, tức là biểu hiện ra ngoài nó mạnh mẽ, thì đó là đại diện cho thực chứng. Rồi, có hai ý mà các anh chị hay nhắc tới, đó là thời gian mắc bệnh. Thì cái này nó không đặc hiệu đâu các anh chị nha. Đúng là có những bệnh hư chứng kéo dài, có những bệnh thực chứng nó mới bị. Tuy nhiên, cũng có những bệnh bị hoài nhưng mà nó là thực chứng, tại vì chính khí của ta còn. Thì cái chuyện này nó không có đặc hiệu, cho nên các anh chị đừng dựa vào nó. Cái thứ tư là mạch. Mạch, mình bắt mạch thì mình cũng phân biệt được hư thực đó. Tuy nhiên, cái chuyện bắt mạch thì đòi hỏi phải kỹ năng tốt và kinh nghiệm phải nhiều thì mình mới cảm được mạch, chứ không có người nào mà mới vừa học mạch mà bắt chạm vô cái tay bắt được cái mạch hư và thật đâu các anh chị nha. Rồi đây là bốn cách để phân biệt hư thật, nhưng các anh chị nhớ cho em cách số 1 và cách số 2. Rồi bây giờ nói cái này để các anh chị làm thử để mình phân biệt được hư thật. Thì em có một số triệu chứng, các anh chị thử dựa vào cái tính chất của triệu chứng và nãy giờ em nói đó, các anh chị thử phân biệt triệu chứng này là hư hay thật. Rồi nhóm triệu chứng đầu tiên các anh chị, ví dụ hơi thở mạnh, nhanh nông, thì các anh chị dự đoán là triệu chứng hư hay thật? Thật. Dạ, triệu chứng thật cô. Rồi, một bạn nói là thật chứng, triệu chứng thật. Còn các anh chị khác? Hư á cô, cái này thì nó giống như cái kiểu là mình bị hụt hơi á, hơi thở mạnh, nhanh nông, có là mình không có kiểm soát, thì giống như bị hụt á, thì nó thuộc hư á cô. Rồi, một ý kiến nói là hư chứng, còn các anh chị khác? Dạ, thật chứng. Thật chứng ha. Cho em thêm nhiều ý kiến nữa đi các anh chị. Dạ, thật chứng. Thật chứng ha. Thì đây là triệu chứng thật chứng ha các anh chị. Các anh chị thấy là biểu hiện triệu chứng ra nó rất mạnh, nó có khuynh hướng là thịnh về mặt chức năng, tiếng thở mạnh, nhanh nông, thì đây khả năng là thật chứng. Rồi nhóm triệu chứng thứ hai các anh chị, nóng bức, khô khát, uống nước không có giảm. Dạ thật chứng đó cô ơi. Rồi thật chứng, một anh chị thật chứng, còn các anh chị khác? Cái này cũng thật chứng cơ. Rồi một ý thật chứng là hư. Ý là khác không các anh chị? Là nhiệt chứng cô. Này là hư chứng đó cô. Đang phân biệt hư hay thật nha các anh chị. Rồi còn các anh chị khác, các anh chị cứ nói đi không sao đâu. Hư chứng cô. Hư chứng ha, một ý kiến nữa. Còn các anh chị khác? Dạ là thật chứng. Thật chứng ha. Rồi em sẽ giải ha. Các anh chị thấy nếu như nó chỉ có cái hàng là nóng bất khô khát thì mình nghĩ nhiều nó là thật chứng, tại vì biểu hiện triệu chứng biểu hiện ra nó mạnh. Tuy nhiên cái câu sau á thì nó giải thích cho cái chuyện là nếu như mà là thật chứng, tức là nhiệt tạ bên ngoài đi vô thì mình phải uống nước, mình uống nước vô cái là mình giảm khát liền. Tuy nhiên người này không có chuyện đó, người ta nóng bức khô khát nhưng uống nó lại không có giảm, thì cho thấy là cơ thể của mình á, cái phần âm á, nó đang giảm lắm rồi đó các anh chị, thì mới có chuyện này. Cho nên đây là triệu chứng của hư chứng nha các anh chị, mà cụ thể đó là triệu chứng của âm hư sinh nội nhiệt á. Rồi tiếp tục.
Triệu chứng thứ ba, hư hay thật các anh chị? Hư cô. Hư chứng. Hư chứng các anh chị ha. Rồi các anh chị bắt đầu quen rồi đó. Tiếp tục. Dạ hư chứng. Hư chứng cô. À, chính xác ha, hư chứng các anh chị. Rồi tiếp tục. Thật chứng. Thật chứng. Thật chứng đó con. Thật chứng các anh chị ha, chính xác. À, tiếp tục. Thật chứng con. Dạ thật chứng đó con. Thật chứng ha, rồi chính xác các anh chị quen rồi đó. Nó cũng không khó đâu các anh chị, giữa hư và thật. À, các anh chị nhớ cho em là cứ dựa vào tính chất của triệu chứng và cái thứ hai là mình có chính khí của người bệnh nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái cặp cương lĩnh cuối cùng, đó là cặp âm dương. Thì cái cặp cương lĩnh này á, là cặp cương lĩnh tổng quát. Các anh chị nhớ cho em hai chữ thôi, ba chữ, đó là đánh giá xu thế chung của bệnh nha. Thì thường nó bao gồm sáu cương lĩnh hồi nãy mình học rồi đó, bao gồm biểu lý nè nha, bao gồm hàn nhiệt nè, bao gồm hư thật, nó bao gồm hết luôn. Và cái nhóm cặp cương lĩnh này thì nó chia làm hai nhóm. Thứ nhất là thiên thắng, tức là thịnh á, có thể là âm thịnh hoặc dương thịnh. Hoặc cái nhóm thứ hai là suy, ống thịnh thì suy thì nó mới bệnh. Thì có thể là âm hư nè, dương hư nè, nặng hơn nữa là vong âm và vong dương. Như vậy là mình đã xong 6, 8 cái cặp cương lĩnh rồi. Em nhắc lại chút xíu, hỏi các anh chị cặp cương lĩnh về biểu lý thì nó cho mình biết ý nghĩa gì các anh chị? Vị trí bệnh con. Vị trí bệnh chính xác ha, các anh chị nhớ rồi đó. Rồi cặp cương lĩnh về hàn nhiệt thì mình cho biết ý nghĩa gì các anh chị? Tính chất của bệnh cô. Tính chất của bệnh ha, chính xác. Rồi cặp cương lĩnh về hư thật thì mình cho có ý nghĩa gì các anh chị? Trạng thái của bệnh cô. Trạng thái của người bệnh ha các anh chị, đúng rồi đó. Cuối cùng cặp âm dương thì cho biết là xu thế chung. Các anh chị nhớ những từ khóa ngắn gọn vậy thôi, nhưng mà mình sẽ hiểu sâu vào vấn đề nha. Rồi như vậy là xong cái phần bát cương rồi. Bây giờ em sẽ có một cái phần nó khó hơn chút xíu nữa, bây giờ mở rộng ra cho các anh chị đó. Thì các anh chị thấy ở đây nè, ở đây thì những cái cương lĩnh đó, nó sẽ phối hợp với nhau, nó chả bao giờ nó đứng riêng mình đâu. Bệnh lý trên lâm sàng nó cũng vậy, không bao giờ nó đơn giản đâu các anh chị, nó thường phối hợp với nhau. Thì đây là trong sách kinh điển người ta đúc kết ra để cho mình làm lâm sàng. Thì những cái nhóm bệnh mà âm chứng á, thì nó thường là bệnh ở lý, tính chất là hư và mang hàn chứng. Rồi những cái bệnh mà dương chứng á, thì đa số nó ở biểu. Em nói chỉ đa số thôi nha, chứ không phải là tuyệt đối hoàn toàn. Nó là thật chứng và nó mang tính là nhiệt. Thì người xưa người ta làm, người ta đúc kết kinh nghiệm cho mình ở đây. Rồi để cho các anh chị học, thì em có một cái tình huống. Thì lát nữa trong slide gửi sẽ có cái tình huống này. Các anh chị làm, mục đích là các anh chị xác định được bát cương trong tình huống là mình thành công nha, thành công của cái học phần y lý này. Thì các anh chị làm, tuần sau em sẽ giải cho các anh chị. Rồi có hai tình huống thôi các anh chị. Bây giờ nói chút xíu cái phần đọc thêm. Phần này nó không có trong chương trình của mình, tuy nhiên em nghĩ là để làm lâm sàng thì các anh chị phải biết cái này. Cái này không có cho thi, nhưng mà các anh chị nên đọc thêm. Thì đó là sự phối hợp giữa các cương lĩnh. Thì các anh chị thấy các cương lĩnh nó sẽ phối hợp với nhau, không bao giờ đứng riêng, nãy em nói rồi đó. Thì biểu lý với hàn nhiệt nè, biểu lý với hư thật nè, hư thật với hàn nhiệt nè, biểu lý hư thật hàn nhiệt phối hợp chung với nhau hết luôn, âm dương với hư thật. Thì em cũng đã lập ra cái bảng rồi để cho các anh chị dễ học, dễ đọc luôn. Thì các anh chị nhìn bảng này nha, bên này em để hội chứng, bên này là triệu chứng, bên này là bệnh cảnh luôn. Thì đây hội chứng biểu hàn, biểu nhiệt, lý hàn, lý nhiệt, tức là phối hợp lại với nhau đó. Rồi một cái bảng nữa, biểu hư, biểu thật, lý hư, lý thật. Thì để triệu chứng lâm sàng ra luôn rồi, để bệnh cảnh ra luôn rồi, thì các anh chị đọc thôi. Rồi tiếp tục các anh chị, âm và hư thật. Âm dương và hư thật phối hợp lại với nhau thì mình có là âm hư hay dương hư, để nguyên nhân luôn cho các anh chị coi. Rồi nặng hơn chút của âm hư dương hư là vong âm và vong dương. Rồi, một cái phần khó nữa các anh chị, khó nữa đối với những cái bệnh khó, đó là sự lẫn lộn giữa các cương lĩnh nha. Ví dụ biểu lý nó đồng bệnh, ví dụ như trên một bệnh mà vừa có hư vừa có thật nó đồng bệnh, trên một bệnh cảnh vừa có hàn vừa có nhiệt nó biểu hiện ra ngoài. Và cái khó nhất đó là hiện tượng chân giả. Thì em nói chút xíu về hiện tượng chân giả cho các anh chị nắm, tại vì lâm sàng nó rất là muôn màu muôn vẻ, nó không bao giờ nó giống trong sách vở đâu,
nó sẽ biến đổi đó. Thì ở đây nó có một cái hiện tượng khó, đó là hiện tượng chân giả. Hiện tượng chân giả là sao? Là tình trạng chấn của bệnh nó xuất hiện không phù hợp với bản chất của bệnh. Ví dụ ha, ví dụ như là cái nguyên nhân gây bệnh nó là hàn, nhưng mà cái biểu hiện bên ngoài nó là nhiệt. Rồi, hoặc cái hiện tượng, cái gốc của bệnh nó là nhiệt, nhưng mà biểu hiện ra ngoài triệu chứng là hàn. Cho nên đối với những bác sĩ mới ra nghề, bác sĩ trẻ bây giờ đó, mà học không kỹ lý luận cơ bản thì các bạn rất dễ bị nhầm lẫn. Các bạn cứ đánh giá cái hiện tượng giả nhiệt hoặc giả hàn thì các bạn cho thuốc thôi, nhưng mà các bạn không nhìn sâu vào trong cái gốc của nó là hàn nhiệt đó. Thì giới thiệu cho các anh chị biết thì cũng như vậy luôn, em cũng kể ra cho các anh chị rồi, các anh chị coi và học thôi. Thì đây là biểu hiện lâm sàng của chân hàn giả nhiệt, tách ra cho mình dễ coi các anh chị. Ví dụ nguyên nhân của chân hàn giả nhiệt là âm hàn ở bên trong nó quá mạnh, nó đẩy nó bứt cái phần dương ra bên ngoài, hoặc là hàn cực thì sinh nhiệt nha. Thì đây là triệu chứng của chân hàn, tức là triệu chứng gốc, nhưng mà mình thấy cái triệu chứng ngọn biểu hiện ra bên ngoài bệnh nhân á thì nó giống như là nhiệt nha. Nếu mà đọc không kỹ, khám không kỹ cái trường hợp này á, mà nhận định bệnh nhân là bị nhiệt, cho thuốc thanh nhiệt vô là bệnh nhân sẽ nặng lên. Tại vì cái chân là chân hàn, bản chất của thuốc thanh nhiệt thì nó cũng là tính chất của thuốc hàn nữa, sẽ làm bệnh nhân nặng hơn. Tương tự đối với hiện tượng chân nhiệt và giả hàn. Thì nhắc lại các anh chị đừng quá lo lắng, tại vì những cái này không có thi, mở rộng cho các anh chị học thôi. Rồi, như vậy là xong bài bát cương. Cái bài bát cương này á, nói đơn giản các anh chị, nếu như mà nói sâu thì không có thời gian, nó cũng không phù hợp với cái chương trình y sĩ của mình luôn. Rồi, xong bài này các anh chị có thắc mắc gì không? Rồi, các anh chị nhớ về nhà làm cho em hai cái tình huống ở trong cái bài bát cương nha. Tối nay em sẽ gửi cho các anh chị, mình sẽ qua cái bài kế tiếp các anh chị. Rồi. Cái bài này là thuộc nội dung của hệ đại học, tuy nhiên em cố tình đưa vào cho hệ y sĩ để các anh chị nắm luôn. Rồi, mình đã học tứ chẩn rồi, tức là học cách khám rồi nè. Sau khi học cách khám rồi á, thì mình sẽ chẩn đoán được. Chẩn đoán được thì dựa vào cái bài bát cương mình học rồi. Sau khi đã chẩn đoán được thì các anh chị phải đưa ra pháp trị, và các anh chị ra được bài thuốc điều trị hoặc là phương pháp điều trị. Thì ở đây giới thiệu về cái nguyên tắc điều trị các anh chị. Nó chỉ có mấy nguyên tắc nhỏ thôi, ba nguyên tắc chính của y học cổ truyền trong điều trị, đó là toàn diện, hay là ứng dụng học thuyết thiên nhân hợp nhất á. Thứ hai là lập pháp chế phương, và cái thứ ba là ứng vạn biến. Đầu tiên là phương pháp toàn diện nha các anh chị. Rồi có một câu hỏi nhỏ mà vui, là theo các anh chị con vật với con người giống nhau ở điểm nào và khác nhau ở điểm nào? Dạ thưa cô, giống nhau về sự sống và khác nhau ở hình thể. Rồi cảm ơn anh. Một ý kiến còn các anh chị khác? Dạ cô, con vật với con người á, thì về sinh cấu tạo sinh vật thì giống nhau, nhưng môi trường sống là khác nhau. Tại vì con vật sống trong cái môi trường tương đối thiên nhiên, nhưng mà con người thì sống trong môi trường nhân tạo như căn nhà hoặc là ăn những đồ ăn mà đã được chế biến. Rồi, cảm ơn anh, một ý kiến hay nữa. Còn các anh chị khác? Về cấu tạo cơ thể các bộ phận thì con vật và con người có vẻ tương đồng và giống nhau, nhưng mà con người khác con vật ở hai cái ý chính, đó là có ngôn ngữ và ý thức tư duy khác hay đó cô. Rồi cũng là một ý kiến hay nữa luôn. Còn các anh chị khác? Cô ơi, con vật và con người giống nhau ở phần con và khác nhau ở phần chữ vật và chữ người. Con thì giống nhau về hoạt động sinh lý, còn con vật thì nó tư duy kém hơn con người. Rồi, một ý kiến nữa ha. Chị này chắc em giảng rồi á, ở trên lớp thì biết. Còn các anh chị khác thì sao? Mình nói theo ý mình đi các anh chị.
Rồi em nói ha, thì vui thôi. Chữ con vật với con người khác nhau, chữ vật với chữ người giống nhau chữ con, đúng không nè? Giống nhau hai chữ con. Cái chữ con này đại diện cho gì? Đại diện cho cơ thể, tức là thể chất bên ngoài nha. Thì con vật có cơ thể, con người cũng có cơ thể luôn. Cơ thể của con vật là để làm gì? Để hai chuyện thôi à, đó là kiếm ăn và khoe mẽ. Khoe mẽ để làm gì? Khoe mẽ để đáp ứng nhu cầu sinh lý và duy trì nòi giống nha. Và con người có khoe mẽ không? Con người có dùng cơ thể khoe mẽ không? Thì có, anh chị cũng y như con vật thôi. Tuy nhiên nó khác nhau chữ người. Chữ người này khác có ba ý. Thứ nhất là mối quan hệ với thiên nhiên, cái thứ hai là tinh thần trí óc, và cái thứ ba là con người có mối quan hệ với xã hội nha. Thì đây ba cái phần này nó sẽ khác nhau với con vật. Rồi nói vậy để trong khi mà các anh chị nguyên tắc điều trị trong chữa bệnh á, thì cái nguyên tắc đầu tiên mình phải quan tâm đến đó là nguyên tắc toàn diện, chứ không phải mình chỉ chữa cơ thể thôi. Nếu như các anh chị chữa cơ thể thôi thì y chang mình chữa con vật vậy nha. Lát nữa em sẽ có một ví dụ. Thì đây, cái câu người xưa người ta nói hơi tự ái, hơi đụng chạm tới mình chút xíu nhưng mà nó đúng. Nếu như mà chữa bệnh mình chỉ chữa phần cơ thể thôi á, mình bỏ qua hết ba ý này, mối quan hệ với thiên nhiên, tinh thần trí óc và mối quan hệ với xã hội, thì không khác, không có khác gì hết đối với chữa con vật hết trơn á. Ví dụ thì đây, khi mà mình bị bệnh á, thì phần cơ thể của mình sẽ biểu hiện ra ngoài triệu chứng. Ví dụ như bị cảm, biểu hiện ra triệu chứng là đau nhức mỏi cơ, nhức đầu, sổ mũi. Nếu như các anh chị chỉ tập trung vào cái chuyện là mình chữa triệu chứng thôi, đi ra ngoài tiệm thuốc tây mua thuốc tống vô cho nó là xong, mà mình không quan tâm đến mối quan hệ của cái người bệnh này với thiên nhiên, mùa thời tiết như thế nào, hoặc là bé này nó có đang hoạt động tinh thần trí óc quá độ hay không, nó có đang học hành bị stress hay không, hoặc là mối quan hệ của nó với nhà trường, với cha mẹ, với anh chị em, với bạn bè nó có trục trặc gì hay không. Anh chị chỉ tập trung chữa cơ thể thôi thì bé này nó có khả năng là nó không khỏe bệnh, nếu như nguyên nhân xuất phát từ ba cái nhánh này nha. Cho nên là chữa bệnh các anh chị phải hỏi hết. Thì đây là một vấn đề nhức nhối hiện tại bây giờ các anh chị hay gặp ở bên tây y nhiều nhất, tại vì mình đi khám bệnh á, cái chắc là một hai lần các anh chị cũng đã đi khám bệnh rồi, thì vô khám bệnh ở tây y người ta chỉ hỏi tầm 30 giây thôi, bị cái gì, như thế nào, xét nghiệm ra sao, rồi cho thuốc đi về. Cũng chả ai hỏi mối quan hệ gia đình, nghề nghiệp hay làm gì hết trơn á, thì người ta sẽ thiếu ba cái nhánh này, nó hiệu quả điều trị nó sẽ không cao các anh chị. Ví dụ người bệnh đến vì viêm loét dạ dày, bên y học cổ truyền hay gọi là vị quản thống đó, người ta đau bụng quá đi, thì theo thông thường người ta than về, bắt đầu mình tống cho người ta gói chữ B, hoặc BBI, omeprazole đó các anh chị, hoặc là những cái thuốc tráng dạ dày, rồi cho những cái thuốc cân bằng lại cái cân BBI. Nhưng nếu các anh chị không hỏi kỹ con người này có bị HP không, người này có đang căng thẳng, có tức giận, có stress gì không trong công việc không, hoặc người này đang có cái áp lực gì hay không, các anh chị không cắt được những cái nguyên nhân này thì chắc chắn cái viêm loét dạ dày của chúng ta vẫn tái phát mặc dù mình cho thuốc đầy đủ nha. Cho nên các anh chị thấy có những người bị viêm loét dạ dày kéo dài, có những người 10 năm luôn, uống quá trời loại thuốc luôn mà nó vẫn bị, lý do là chưa quan tâm đến ba cái nhánh này. Cho nên nguyên tắc đầu tiên trong điều trị là phải điều trị toàn diện. Rồi nguyên tắc thứ hai đó là lập pháp chế phương. Lập pháp chế phương là sao? Thì tùy là triệu chứng biểu hiện của bệnh nhân là gì thì mình sẽ lập ra phương pháp điều trị, rồi mình sẽ ra phương thuốc. Không như cái lớp các anh chị học bài thuốc cuối cùng em có nhắn nhủ đó, thì không có một bài thuốc mà chữa cho những người giống nhau nha các anh chị, mà mình phải coi, mình phải khám và mình phải gia giảm. Mặc dù hai người có một chung một căn bệnh đó, nhưng mà mình sẽ cho bài thuốc khác nhau. Thì đây là cái ý nghĩa của lập pháp chế phương. Không câu nệ phương thuốc có sẵn, không có phương trị bá bệnh đâu, dựa vào tình hình cụ thể rồi lập pháp rồi mới chế phương phù hợp. Đó là nguyên tắc thứ hai. Nguyên tắc thứ ba là ứng vạn biến, tức là điều trị thì các anh chị phải coi mùa, phải coi địa phương, phải coi tập quán, coi hoàn cảnh sống làm sao, coi thể chất làm sao, coi tính thái tính là như thế nào, và coi tuổi tác ra sao, để các anh chị cho thuốc cho bệnh nhân, hoặc các anh chị đề ra phương pháp điều trị thích hợp nha. Thì đó gọi là ứng vạn biến. Thì nói tóm tắt cho các anh chị ba cái nguyên tắc điều trị lớn ở trong cái y học cổ truyền thôi các anh chị nhớ. Bây giờ mình sẽ qua cái bài thứ hai luôn,
học xong luôn để cho các anh chị nghỉ ngơi có thời gian ôn bài. Mình sẽ qua cái bài cuối cùng của học phần lý luận cơ bản này, đó là bát pháp các anh chị. Rồi, bát pháp mình gọi ngắn gọn là tám hướng điều trị chung nhất trong điều trị y học cổ truyền. Thì thứ nhất là hãn pháp, là cái phương pháp làm cho ra mồ hôi. Thổ pháp là làm cho ói ra. Hạ pháp là làm cho đi cầu ra. Tiêu pháp là làm cho mất đi trong cơ thể. Hòa pháp là điều hòa trong cơ thể. Ôn pháp là làm cho cơ thể người bệnh ấm lên. Thanh pháp là làm cho nó mát đi. Và bổ pháp thì bù vào cái đang thiếu. Thì khi các anh chị biết được cái tám cái hướng điều trị của y học cổ truyền này rồi đó, thì bắt đầu mình mới vô cái học phần bài thuốc y học cổ truyền. Tuy nhiên tiếc là học phần bài thuốc y học cổ truyền mình học xong rồi thì mình mới học cái bài này, tuy nhiên không sao, các anh chị sẽ nhắc lại. Thì từ cái pháp thứ nhất cho đến cái pháp thứ tư thì đa số nó mang tính chất là mạnh, công phạt mạnh, cho nên người ta gọi nó là pháp phát tả nha. Còn từ cái pháp thứ năm cho đến cái pháp thứ tám á, thì thường là những cái pháp nhẹ, nó có xu hướng là bù hoặc là thêm ở chỗ thiếu, cho nên người ta gọi tám cái pháp này là pháp bổ. Rồi, ở đây em để cái tiếng Hán Việt của cái chữ pháp có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là kiểu mẫu, có nghĩa là phương pháp hoặc là nguyên tắc. Nói tóm lại, bát pháp là tám cái nguyên tắc điều trị chung nhất trong y học cổ truyền. Rồi, mình sẽ đi từng pháp nha các anh chị. Ở đầu tiên là pháp hãn. Pháp hãn thì nói trước khi mà các anh chị ra y lệnh một cái pháp nào đó cho bệnh nhân thì mình phải đề ra được là mình phải coi được chẩn đoán trên người bệnh này là bệnh gì, rồi mình ra cái pháp phù hợp. Ví dụ người này đang bị nhiệt thì mình đề ra pháp thanh nha. Và khi các anh chị đặt cái bút đề là pháp thanh, các anh chị phải nhớ bốn cái này cho em. Pháp nào cũng vậy thôi, các anh chị nhớ bốn cái này. Kết quả, tức là đề ra cái pháp này thì kết quả bệnh nhân nó là cái gì, hậu quả có thể xảy ra trên bệnh nhân. Hai cái này nó đều là tác dụng luôn đó, nhưng mà cái là tốt, cái là xấu để mình đề phòng cho bệnh nhân. Chỉ định dùng cái pháp này có phù hợp trên bệnh nhân của mình hay không. Và cuối cùng chống chỉ định. Bốn cái này là bốn cái cần nhớ nhất khi mà mình ra một trong các pháp nha các anh chị. Rồi, phát hãm ha. Kinh điển trước. Kinh điển thì nói là phát hãm là khi tà khí còn ở bì phương tố lý thì làm cho ra mồ hôi phát tác đi. Giống như là đẩy cái ngoại tà đi qua đường mồ hôi cho đi ra ngoài. Thì đây phát hãn hay gọi là giải biểu hay phát hãn thì làm cho ra mồ hôi, cái đơn giản thôi, làm cho đẩy ngoại tà đi ra ngoài theo đường mồ hôi. Thì cái pháp này đặc tính là nó mở tố lý, là đuổi tà khí đi ra ngoài bằng thuốc hoặc là phương pháp không dùng thuốc. Rồi ngoài cái chuyện đẩy ngoại tà thì những cái pháp này á, nó còn góp phần làm cho khí huyết lưu thông ở phần biểu nó nhiều hơn, làm cho bệnh nhân nhanh chóng khỏi bệnh. Rồi, mình nói chút xíu về y học hiện đại để tương quan để cho các anh chị biết. Thì ra mồ hôi, trong mồ hôi nó có cái gì? Trong mồ hôi thì thường nó có chất khoáng, hay ở những lớp mà văn bằng 2 không chuyên về học cổ truyền em hay để là chữ túi khoáng và nước nha. Cho nên nếu như mà mình đẩy hết cái này ra ngoài thì bệnh nhân có thể hạ sốt, có thể thải độc nè, hoặc là giảm phù ở da. Thì đây là công dụng của y học hiện đại. Rồi chỉ định một cái cho các anh chị nhớ, ngoại tà nó đang ở biểu thì mình mới dùng phát hãn nha. Nó đi vào trong lý thì không có dùng được dùng phát hãn nữa. Đây là chống chỉ định tương đối. Chống chỉ định nó có hai trường hợp. Chống chỉ định tuyệt đối là gặp những trường hợp đó đừng xài. Chống chỉ định tương đối là mình có thể xài nhưng mà mình phải thận trọng. Thì đây là chống chỉ định tương đối, thận trọng với những người bị ngoại cảm mới phát nhưng mà nó ra nhiều mồ hôi. Tại sao vậy? Người ta đang ra nhiều mồ hôi mà mình còn làm cho người ta ra mồ hôi nữa thì tân dịch trong người ta nó giảm, khí huyết nó giảm luôn nha. Ngoại cảm mới phát mà vào mùa hè nóng nực. Thì tại sao vậy? Mùa hè nóng nực thì người ta ra mồ hôi nhiều, mà các anh chị lại làm cho cái pháp hãn này nó ra mồ hôi nữa thì cũng vậy luôn, người ta cũng bị mất tân dịch, giảm khí huyết luôn. Người lớn tuổi, tại sao? Vì người lớn tuổi á, bản chất là do quá trình lão hóa và mang quá nhiều bệnh tật trong người thì khí huyết của người lớn tuổi nó bản chất nó đã giảm sẵn rồi, mà các anh chị cho người ta phát hãn nhiều thì nó sẽ làm cho hao tân nè, hao tân dịch á, và ảnh hưởng đến khí huyết. Không nên cùng một lúc sử dụng nhiều phương pháp phát hãn khác nhau. Ví dụ vừa xong nè,
vừa uống thuốc là khác hãng, mà vừa ăn cháo ăn uống của khác hãng ra, thì cùng một lúc như vậy mình sử dụng nhiều phương pháp khác hãng thì sẽ làm cho tân dịch trong cơ thể của mình nó sẽ giảm sút trầm trọng nha. Cho nên những trường hợp này các anh chị nhớ giùm em. Rồi đây là chống chỉ định tuyệt đối, những trường hợp này thì đừng có xài khác hãng. Thứ nhất, bệnh nhân quá yếu nằm liệt tại chỗ mà nó yếu sức nữa thì đừng xài. Bệnh nhân đang bị mất thân dịch, ví dụ như bị tiêu chảy, bị nôn mửa, bệnh đã đi vào lý, bệnh đã đi vào lý thì đừng có làm pháp hãn nữa các anh chị. Tại vì sao? Nguyên nhân nó đi sâu vào trong lý, mình làm pháp hãn cũng không được gì mà còn làm hao khí và giảm khí huyết nữa, làm cho bệnh nhân mệt hơn thôi. Thì đó là pháp hãn. Đây là một số chú ý trên lâm sàng em đúc kết lại để đây cho các anh chị đọc. Thứ nhất là không nên cho ra quá nhiều mồ hôi. Thì nếu như mà các anh chị chưa làm lâm sàng á, mới bắt đầu làm á, các anh chị gặp pháp hãn, các anh chị ham á, thấy ta ra mồ hôi ta nói khỏe, mình ham lắm, cho nên mình dục những cái bài mạnh, ví dụ ma hoàng thang thì ra hồi một ngày ta khỏe, tới ngày thứ hai, ngày thứ ba ta kêu sao mệt quá, ra càng nhiều nó càng mệt. Tại vì tấu lý vi phú mở ra ngoài, chuyện tân dịch nó chảy ra ngoài á, thì nó còn đem theo khí nó đi ra ngoài luôn các anh chị. Cho nên càng pháp hãn nhiều càng hao khí, mình cân nhắc. Và thứ hai là luôn cân nhắc giữa lợi và hại, các anh chị phải cân nhắc chuyện này nha. Để mình làm nghĩ xem cái làm pháp hãn cho người ta đó nó lợi nhiều hơn hay nó hại nhiều hơn để mình quyết định. Nếu như phải dùng pháp hãn mạnh, ví dụ như là phải sử dụng bài ma hoàng thang, thì các anh chị phải chú ý là cung cấp tân dịch cho người ta. Cũng giống như em hay hướng dẫn các anh chị xong đó, nấu bài thuốc xong đó, thì trước khi xong là pháp hãn đó, thì cho người ta uống ly nước 200ml, sau khi xong xong uống một ly nước nữa, để làm gì vậy? Để bổ sung tân dịch cho người bệnh. Và cái cuối cùng là 4 không, các anh chị, không hoãn tức là không trì hoãn cái chuyện cho khách hãn, không cấp tức là đừng làm mạnh mẽ quá, không nhiều, đừng khách hãn nhiều mà cũng không khách hãn ít, tùy thuộc vào người bệnh nha các anh chị. Rồi nói chút xíu mở rộng ra thì đây là dùng thuốc ở trong cái phép khách hãn, thì các anh chị học hết rồi đó. Các anh chị mở cái bài thuốc ra, mà cái bài thuốc dễ biểu á, thì nó là cái pháp hãn á. Thì mình có hai nhóm ha, nhóm tân ôn dễ biểu, nhóm tân lương dễ biểu. Tân ôn dễ biểu thì mình có bài ma hoàng thang, quế chi thang. Tân lương dễ biểu thì mình có bài tan thuốc ẩm, ngân dừa tán đó, các anh chị coi lại. Thì đây là dùng thuốc và đặc tính của cái những cái vị thuốc trong phép pháp hãn, thì chủ yếu là dược liệu có tinh dầu nha. Rồi đây là những phương pháp không dùng thuốc thì cũng để ra luôn cho các anh chị tham khảo. Châm cứu nè, xong nè, cái này hay xài nhất các anh chị. Hoặc là thức ăn, như ăn cháo hành, cháo tía tô, cháo kinh giới, hoặc là cạo gió hay là đánh gió. Thì tiếc là không có hướng dẫn các anh chị học phần không dùng thuốc để hướng dẫn các anh chị cái thủ thuật đánh gió cho nó đúng, chứ không phải là cạo cho da mình nó đỏ lên là đánh gió. Rồi tiếp tục là dưỡng sinh các anh chị. Rồi mình qua pháp thứ hai. Pháp thứ hai là pháp thổ. Cái pháp phát hãn này các anh chị có thắc mắc gì không? Dạ không rồi. Em nói vậy các anh chị theo kịp không? Có bị nhanh quá không các anh chị? Nó hơi khó cái chỗ mà làm sao mình biết được là nó đang ở biểu hay ở lý, còn khó là khó chỗ đó. Rồi làm sao để mình biết nó đang ở biểu hay ở lý? Các anh chị quay lại bài bát cương. Em có để triệu chứng của biểu chứng và lý chấn rồi, mình sẽ dựa vào triệu chứng đó để mình chẩn đoán. Dạ cô. À còn gì nữa không các anh chị? Không, mình qua cái pháp khác. Rồi tiếp tục ha các anh chị. Mình sẽ qua pháp thổ. Pháp thổ dùng khi nào? Khi phát hãn không được, khi đi ra ngoài không được, không dùng phép hạ được, thì giờ cho nó ói ra ngoài, nó nôn ra ngoài thì gọi là phép thổ. Thì cũng vậy luôn, các anh chị phải coi là kết quả của cái phép này như thế nào, hậu quả của nó ra sao, chỉ định và chống chỉ định là gì thì mới chỉ định cho bệnh nhân nha các anh chị. Thì trong kinh điển nó nói rằng bệnh ở trên cao á, nhưng cái cao đó thì làm cho bệnh nhân ói ra đi, cho nó mọt ra là nó hết bệnh. Thì đó trong kinh điển người ta nói đơn giản vậy. Thì cái pháp thổ mình hiểu đơn giản là làm cho bệnh nhân nôn. Nôn để làm gì vậy? Để loại trừ ngoại tà. Các anh chị thấy là ngoại tà nó có thể đi vào trong người của mình qua đường ăn uống. Ví dụ ăn đồ ăn sống lạnh thì nó có nhiều hàn thấp trong đó. Ăn nhiều đồ ăn cay nóng thì nó có nhiệt tà trong đó nha các anh chị. Thì
Nếu như mà bệnh nhân bị những bệnh lý đó thì mình làm cho bệnh nhân nôn ra ngoài để đẩy ngoại tà hay là vật chất có hại ứ động trong cơ thể ra ngoài nhanh nhất. Ví dụ như ở thượng tiêu nè thì cho người ta nôn ra ngoài thì thường hay tắm hai cái tống đờm nhớt gây tắc hầu họng. Còn ở trung tiêu á thì nếu như bị bệnh ở vị nè thì cho bệnh nhân nôn ra ngoài để loại trừ những thức ăn bị ứ trệ hoặc là thức ăn có độc. Rồi cái thứ ba để chỉ định là không thể khắc hẳn, không thể làm cho ra mồ hôi hoặc không thể không hạ được thì mình làm cho bệnh nhân nôn ra ngoài. Thì theo y học hiện đại đó, trong cái chất nôn của mình có gì? Trong chất nôn của mình có thể nó có nhầy nhớ, nó có thể có nước, có thức ăn hoặc là chất độc ăn phải. Chất độc ăn phải giống như là các anh chị ăn đồ ăn mà nó chứa chất bảo quản nè, nó chứa độc tố trong đó nha, thì gọi là chất độc ăn phải. Thì các anh chị nhìn đi, cái phương pháp này nhìn đi nhìn lại nó nôn ra ngoài, nó cũng là làm cho cơ thể của mình bị mất nước á, cho nên các anh chị phải chú ý. Rồi chỉ định các anh chị, chỉ định trong trường hợp thật chứng thôi, thư chứng không xài nha. Nhắc lại, chỉ định phép phép nôn trong thực chứng, trong hư chứng không được xài à, và chỉ áp dụng trong trường hợp khẩn cấp thôi. Tại vì sao? Các anh chị nôn rồi thì các anh chị biết, một lần mình buồn nôn mà mình nôn ra ngoài nó mệt mỏi vô cùng nha. Mà người bệnh người ta đã bệnh rồi, người ta đã mệt rồi thì đối đến lắm á, không còn phương pháp nào lắm mới cho thanh nôn ra ngoài nha các anh chị. Thì nếu mà dùng không đúng thì ngay lập tức tổn thương nguyên khí liền, tổn thương khí của bệnh nhân liền đó, và nó hại đến cái phần vị rất nhiều. Rồi đây là chỉ định, chỉ định những cái chứng thực chứng như là ngộ độc thức ăn à, hoặc là ăn phải những cái gì đó nó chứa độc tố, hoặc là đờm giải nó tắc nghẽn ở cái vùng hầu họng của mình thì cho người ta nôn ra, hoặc là hư chứng cộng với thực chứng. Đây thực chứng đây là đờm giải nó nghẹt thì để làm cho nó nôn ra. Đây là chống chỉ định tuyệt đối. Người già, cơ thể suy nhược, trẻ em, phụ nữ đang mang thai hay có kinh, người thiếu tinh dịch, người bị khí hư, bệnh còn ở biểu. Các anh chị nhìn nè, từ cái khoảng người bị khí hư cho tới người già không được sử dụng. Tại vì sao? À, những cái dạng người này là đang bị khí nó giảm, mà các anh chị làm cho người ta nôn ra, khí người ta nguyên khí nó giảm nữa đó. Cho nên chống chỉ định tuyệt đối không sử dụng trên những đối tượng này. Và bệnh ở biểu thì không sử dụng, bệnh ở biểu thì sử dụng phép phát hãn chứ không có dùng phép nôn nha các anh chị. Rồi đây là phương pháp. Thì thường á, tính chất của những cái dược liệu chống phương pháp này á, thì có mang tính là kích thích nhu động tiêu hóa. Mình nói về dược lý hiện đại, uống vô thì nó co thắt cái dạ dày, làm cho nó tống đồ ăn ra ngoài nha. Ngoài ra không dùng thuốc thì mình có phương pháp như là móc họng nè, ngoái cổ bằng lông gà là người xưa hay làm đó, hoặc là gây kinh sợ để người ta nôn ra ngoài. Tuy nhiên để một cái chú ý lớn cho các anh chị nhớ, bệnh nhân đã nôn được rồi, uống thuốc mà theo cái phép nôn này á, bệnh nhân nôn ra được rồi thì không lặp lại nữa, nôn một lần duy nhất thôi nha. Tại vì sao? Giống như nãy em nhắc đi nhắc lại rồi á, nôn ra người ta mất nước, người ta hao tinh dịch và người ta tổn thương nguyên khí nữa, cho nên nôn một lần thôi, nôn rồi là thôi, chứ không có cho cái thang thuốc mà trị nôn từ ngày này qua ngày khác nha các anh chị. Đó. Rồi mình sẽ qua cái pháp thứ ba, đó là pháp hạ. Pháp hạ là gì vậy? Pháp hạ là nôn không được, phát hạ không được thì cho đi đường dưới, gọi là đường đi cầu á. Thì hạ hay nó sẽ có cái nhóm là công hạ và nhận hạ. Thì công hạ trước các anh chị là loại trừ những cái tích trệ trong cơ thể ra ngoài bằng đường đại tiện mà không thể thổ được. Thì ở trong nội kinh á, nó có một cái câu là nếu mà bệnh ở vùng cao á, thì cho nôn ra, còn bệnh ở vùng thấp á, thì cho đại tiện ra ngoài, tức là phép hạ này nè các anh chị nha. Và phép hạ thì thường dùng cho trường hợp bệnh cấp tính hay nghiêm trọng thì mình xài. Theo y học hiện đại đó thì cái phân khi đi cầu ra ngoài thì chứa dĩ trọng, nó chứa bã thức ăn nè, nó chứa thức ăn không tiêu hết nè, nó chứa nước, nó chứa chất nhầy, nó chứa chất điện giải, nó chứa nhiệt, nó chứa độc chất nha. Cuối cùng thì mình thấy là cái phương pháp này á, nó làm ra thì nó cũng hao tổn tận dịch đó, cho nên mình phải chú ý. Rồi chỉ định cũng là chỉ định trong thực chứng luôn. Thứ nhất là tà ở trường vị, hoặc là bị táo bón, hoặc là bị lý nhiệt, hoặc là bị tích trệ, hoặc là tiêu chảy do nhiệt kết, hoặc là hàng đàm nó kết ở trung tiêu thì mình mới dùng phép ôn hạ. Rồi khi nào thì tích trệ, khi nào thì hàng đàm kết trệ ở trung tiêu thì học bệnh học các anh chị sẽ được hướng dẫn. Rồi đây là chống chỉ định tuyệt đối, các anh chị nhớ cho em ba trường hợp này. Bệnh nhân đang bị mất tân dịch
đừng sử dụng phép hạ. Bệnh nhân lớn tuổi đừng sử dụng phép hạ. Bệnh tà còn ở biểu hoặc bán biểu bán lý thì mình có phương pháp giải biểu hoặc là pháp hòa, lát mình học rồi, đừng dùng pháp hạ. Pháp hạ nó cũng giống như pháp nôn, nó chỉ định cho thực chứng và những bệnh lý nào đối đáng lắm mới xài, tại vì làm cho bệnh nhân đi cầu thì người ta cũng hao tí và người ta mệt các anh chị. Rồi đây là chống chỉ định tương đối, tức là có thể sử dụng nhưng phải chú ý đối với trẻ em, phụ nữ có thai, người yếu sức, chỉ nên đối với những đối tượng này nè, chỉ nên cho những cái bài thuốc mang tính là nhuận hạ chứ đừng công hạ. Giữa nhuận hạ và công hạ thì khác nhau cái gì thì các anh chị nhìn đây nha. Nhuận hạ, tốt hạ hay là công hạ đó, thì công hạ thì nó có tính là tẩy sổ mạnh lắm á, uống vô đi cầu liền các anh chị. Ví dụ như là bài bị cấp hoàng hoặc là bài đại thừa khí thang hoặc đại thừa khí hoàng, uống vô ta đi cầu liền và mang tính chất tẩy sổ. Rồi về cái phương pháp nhuận hạ thì nó mang tính là nhuận trường hay nhuận tràng đó, thì nó cũng làm cho bệnh nhân đi cầu nhưng mà bệnh nhân không có mệt, nó không có đi cầu nhiều lần như bên này. Thì ở đây mình có cái bài là bán lưu hoàng hay là ma tử nhân hoàng. Ở đây nó có ma tử nhân, nó tức là mè đen đó, nó có công dụng là nhuận trường anh chị hoặc là nhuận hạ. Thì những trường hợp bị táo bón mà hàng hạ thì hay cho mè đen vô. Rồi người ta còn phân chia theo loại thuốc nữa, thuốc hàng hạ nè, thuốc ôn hạ, thì cái này nói thêm thôi anh chị nhớ trên cái này. Rồi chú ý chút xíu anh chị, chú ý ha, các anh chị phân biệt rõ hàng nhiệt nha, để mình chọn là thuốc ôn hạ hay hàng hạ. Thì nói đến đây mình lại quay lại cái bài bát cương, mình coi phải chẩn đoán cho được người đó bị nhiệt chứng hay người đó bị hàn chứng thì mình mới cho thuốc ôn hạ hay hàn hạ. Rồi phải xét thể chất là người đó mạnh hay yếu, bệnh nhẹ hay bệnh nặng, hoảng hay cấp mà dùng nhuận hạ hay tuấn hạ. Chú ý bổ sung tân dịch nếu tẩy sổ mạnh, tẩy sổ mạnh hay gọi thuốc trục thủy á. Thì ở bên y học hiện đại nó có một cái loại thứ ba nữa để làm cho cái chuyện đi cầu nó dễ mà không phải dùng thuốc, người ta gọi đó là tiếng Anh dịch ra là bình thường hóa việc đi tiêu, tức là xác định người đó bị táo bón rồi đó nha. Thì cứ tới một cái khung giờ nhất định bắt bệnh nhân vô nhà cầu ngồi, không có cầm theo điện thoại cũng không có cầm theo sách vở gì hết trơn, ngồi tập trung suy nghĩ là mình đi cầu, thì nó sẽ kích thích cái đường dẫn chuyển kinh não dẫn xuống và mở cái hormone môn ra. Thì cứ tập ngày nào cũng tập như vậy thì dần dần mình sẽ có thói quen là tới giờ đó mình sẽ đi cầu được. Thì đó là một cái loại thứ ba gọi là bình thường hóa việc đi tiêm. Thì hiện tại bây giờ trên lâm sàng cũng hướng dẫn bệnh nhân tập này đối với những người bị táo bón hoặc khó đi tiêu đó anh chị. Rồi đây là phương pháp ha. Phương pháp thì có thể dùng thuốc nè, có thể dùng thức ăn. Thức ăn ở đây em để rõ cho các anh chị có thể sử dụng, ví dụ như những cái chứa chất nhầy á, nó có thể giúp bệnh nhân nhuận hạ được, như rau mùng tơi nè, rau dền nè, rau dền nè, rau đay nè các anh chị, hoặc là tinh bột khoai củ và chất xơ hoặc là tinh dầu béo. Mình có thể chăm cứu, mình có thể dưỡng sinh, vận động và thể dục vân vân, thì nó có nhiều phương pháp lắm. Và khuyên các anh chị là khuyên các anh chị là các anh chị nhớ cái mũi tên dùng thuốc. Hôm bữa em hướng dẫn các anh chị bài cuối cùng bài thuốc á, cái lớp cuối tuần đó các anh chị, thì mình ưu tiên phương pháp không dùng thuốc trước rồi mới sử dụng phương pháp dùng thuốc. Rồi mình nghỉ khoảng 10 phút nha các anh chị, rồi mình sẽ qua 4 phương pháp còn lại.
Rồi mình tiếp tục ha các anh chị. Rồi cái phép tiếp theo đó là phép hòa. Phép hòa được chỉ định khi nào? Thì nó là hòa giải biểu lý. Các anh chị nhớ cái trường hợp nãy mình nói về bát cương á, tức là ngoại tà nó đi vô hết phần biểu rồi mà nó chưa đi vô phần lý, tức là dừng lại ở chỗ cuối của lý, cuối của biểu và đầu của lý, thì gọi là bán biểu bán lý. Những trường hợp đó chẩn đoán là bán biểu bán lý. Thì trên này nè các anh chị, nó vô tính đây thì mình không thể nào dùng phép phát hãng ra, mình cũng không thể nào dùng phép nôn. Nôn và hạ là hai phép dùng trong lý, cái nguyên nhân ở đây nó chưa đi sâu vào trong lý, mình không dùng được. Cho nên mình có một cái phương pháp đặc biệt, đó là pháp hòa nha, gọi là điều hòa để cho dễ nói. Cái hướng điều trị đặc biệt dành cho trường hợp không thể công hạ, cũng không thể phát hãng được luôn, thì cái chỉ định chính là để sơ thông, điều hòa khí huyết tạng phủ và trị chứng tà ở bán biểu bán lý. Rồi chỉ định ha, thì nó có một số chỉ định thôi. Thứ nhất là bệnh ở kinh thiếu dương, thì kinh thiếu dương thì nằm ngay cái vùng bán biểu bán lý các anh chị nha. Thế thứ hai và hòa giải thiếu dương thì mình sẽ sử dụng cái bài thuốc là tiểu xoài hồ than. Chỉ định thêm một cái chỉ định thứ hai nữa, đó là can khí út. Những trường hợp can khí út thì người ta không làm cho bệnh nhân nôn ra đâu, người ta cũng không làm cho bệnh nhân đi cầu ra đâu, mà người ta sẽ sử dụng phép hòa thôi, hòa giải để cho can khí nó dịu xuống nha. Thì thường hay sử dụng những trường hợp này nè, thống kinh nè, kinh nguyệt không đều, hoảng sợ do sang chấn tinh thần, đau thượng vị, thể can vị bất hòa, thì khi đó các anh chị dùng cái phép là hòa ở thằng can. Mình sẽ có một cái bài thuốc đặc trưng, đó là tiêu giao tán. Rồi là chỉ định cho chứng can tỳ bất hòa nữa nha. Thì đau bụng đây là biểu hiện triệu chứng của can tỳ bất hòa, thì cái này em không nói sâu vào bệnh học, bệnh học sẽ nhắc lại toàn bộ cho các anh chị. Thì thứ nhất là đau bụng tiêu chảy, đi xong thì nó không có mất đau gì hết trơn, thì nó là cái triệu chứng đặc trưng của can tỳ bất hòa. Thì khi đó mình dùng bài thuốc là thống tả yếu phương. Rồi các anh chị chịu khó lên trên Google á, các anh chị search ra cái bài thống tả yếu phương này nó gồm những vị nào, thì các anh chị ghi vào trong cái bài học của mình để các anh chị nhớ luôn. Cái bài này cũng hay sử dụng trên lâm sàng các anh chị. Đây là chỉ định ha, là chỉ định thì các anh chị nhớ nè, ngoài cái từ hòa pháp á, thì còn chỉ cho cái việc phối hợp giữa bổ và tả, điều hòa dinh vệ, hòa giải biểu và lý cùng một lúc, thì nói dài vậy đó. Nhưng mà tóm lại các anh chị nhớ là phép hòa dùng trong trường hợp là bệnh nó còn đang ở lửng lửng biểu, cuối của biểu và đầu của lý nha, hoặc là hòa giải giữa can tỳ bất hòa, hoặc là can khí đó thượng nghịch lên trên, thì chỉ có ba trường hợp đó thôi. Thì đây là chống chỉ định, chống chỉ định khi mình xác định rõ cái nguyên nhân gây bệnh ở biểu hoặc ở lý rồi thì không sử dụng phép hòa. Rồi nó chỉ có như vậy thôi các anh chị. Phép hòa nó đơn giản và nó hay gặp trên lâm sàng cho nên mình cũng hay sử dụng lắm. Cái pháp thứ năm là pháp ôm, thì mình nhìn cái chữ ôm là mình biết nó có ý nghĩa là làm cho ấm đi. Thì các anh chị khi mà sử dụng pháp ôm này, các anh chị nhớ cho em hai cái thôi, đó là kinh nghiệm lâm sàng khi ra cho các anh chị nhớ. Các anh chị nhớ cho em tới cái mệnh môn hỏa, và các anh chị chú ý là những cái vị thuốc cây nóng á thì nó hay làm hao tâm, cho nên thật sự chú ý nha, khi nào cần thiết mới sử dụng pháp ôm. Mà khi đã cho pháp ôm rồi thì nhớ chú ý vào vị thuốc của mình. Cái người đó mà nó có tính chất của hàn tà nhiều thì hãy cho những vị thuốc ôm mạnh, còn nếu như hàn tà ít thì cho ôm ấm ít lại các anh chị nha. Ví dụ những người nào mà hàn tà nó ít quá, các anh chị đừng cho nhục quế, mình cho quế chi thôi, tại vì nhục quế nó cay nóng đại nhiệt, nó làm hao tâm dịch nha, coi chừng sử dụng là lợi bất cập hại đó. Rồi bây giờ chỉ định của hàn chứng, ở đây em để cái chữ cấp cứu để cho các anh chị lưu ý. Một số trường hợp bệnh nặng mình hay sử dụng đó là vong dương nè. Đây là triệu chứng của vong dương nha, thì do chân dương xúc kém, hay nó ngắn gọn là gió mệnh môn hỏa nó tắc vị, mà nó tắc ngấm luôn, thì biểu hiện của cái dương chứng nó rất nhiều, biểu hiện dương chứng nặng lên thì người ta gọi đó là vong dương. Rồi trị nè, thường là thuốc nhóm thuốc hồi dương cứu nghịch, hoặc cần điều trị khẩn cấp. Các anh chị hay học cái bài trong cái bài thuốc là ung trung á, thì nó có một cái nhóm hồi dương cứu nghịch thường sử dụng là phụ tử và nhục quế. Tuy nhiên những trường hợp này thì em hay khuyên các anh chị là chuyển qua tây y đi để người ta xử lý cho an toàn, mình đừng giữ bệnh nhân lại ha. Thì ở đây có một cái bài thuốc đặc trưng đó là tứ nghịch than. Rồi cái thứ hai là chỉ định hàn chứng không cấp cứu. Cái trường hợp cấp cứu này thôi mình chuyển qua tây y nha các anh chị. Rồi cái trường hợp không cấp cứu thì nó có một vài cái thể em để ra cho các anh chị coi luôn. Thứ nhất là tỳ vị hư hàn, thì đây là triệu chứng nha.
Thì cái pháp là ôm trung tu hoàng, thì mình sử dụng bài lý trung hoàng. Lý trung hoàng này phần bài thuốc em đã nói rồi, các chị mở bài coi cách phân tích chỉ định, chống chỉ định như thế nào. Cái trường hợp thứ hai là mệnh môn hỏa nó suy. Khi mệnh môn hỏa nó suy thì các anh chị nhớ lại cái hình trong bài thuốc bát vị, cái nồi nước đó các anh chị, cái nồi nước mà dưới có cái bếp nước, cái bếp lò đó, thì cái bếp lò đó là cái mệnh môn hỏa. Bây giờ cái bếp lò nó tắt đi thì cái nồi nước đó nó sống nha, nó đại diện cho những cái tỳ vị ở trên nó không được ôm ấm, thì biểu hiện ra triệu chứng là tiêu chảy lúc gần sáng, hay người ta gọi là ngủ canh tả nha. Nó tới giờ đó tự nhiên mất cầu, nó tiêu chảy ra ngoài, đi xong mới dễ chịu liền, thì đó gọi là ngủ canh tả. Thì mình sẽ dùng cái pháp là ôn thận các dương nè, bài thuốc là tứ thần hoàng. Rồi đây là chống chỉ định, chống chỉ định tuyệt đối và chống chỉ định tương đối thôi. Tuyệt đối là những chứng như là dương chứng nè, nhiệt chứng, thập chứng đương nhiên rồi nha. Khi đã bị những cái chứng nhiệt thì đâu có dùng thuốc ôn để làm gì nữa, những cái chứng mà liên quan tính nhiệt không à, âm dịch sắp phát nè. Và tương đối là những trường hợp âm hư, âm hư cũng sinh nội nhiệt luôn, cho nên cẩn trọng được xài các anh chị. Rồi đây là phương pháp. Phương pháp có thể dùng thuốc, có thể châm cứu, có thể xoa dầu nóng, hoặc có thể ăn thức ăn cay nóng, hoặc là vận động liệu pháp thôi. Rồi đối ngược với lại cái pháp ôn á, thì mình sẽ có cái pháp thanh. Thì các anh chị đọc là biết là nhìn cái hình mình thấy, làm cho nó mát đi nha, giảm đi, làm cho các bệnh nhân có cảm giác mát. Thì đây là chỉ định. Chỉ định thì các loại nhiệt chứng mình hay sử dụng pháp thanh. Để các anh chị chú ý chút xíu, em để những cái kinh nghiệm lâm sàng trên slide luôn, không giấu gì hết để cho các anh chị học. Thứ nhất, các vị thuốc mà trong cái nhóm của pháp thanh á, thì đa số là những vị thuốc đánh đắng và lạnh, ví dụ như sinh địa, ví dụ như huyền sâm nha, ví dụ như địa khúc bì, nó có tính đắng và nó lạnh, cho nên chính vì nó lạnh nó dễ làm tổn thương dương khí. Và cái thứ hai, nó có thể gây tổn thương tỳ dương. Tỳ vị là cái nơi mà nó nhận thuốc mình uống vô trước, cho nên nó rất dễ tổn thương tỳ vị dương. Các anh chị chú ý, mình chú ý tính liều lượng của nó và thường thận trọng thời gian sử dụng nha các anh chị. Cái này là cái quan trọng nhất. Đây, ở đây em để chú ý nè, thận trọng liều cao hoặc dài ngày. Đó là lý do mà em hay cho những cái bài thuốc mà trị hư nhiệt, thanh hư nhiệt ấy, thì thường cho 3 ngày, cho 5 ngày. Rồi bệnh nhân quay lại mình kiểm tra đánh giá cái tình trạng nhiệt trong cơ thể của người ta có giảm không, thì mình mới gia giảm bài thuốc. Chứ không có ai mà sử dụng cái liều sinh địa 20g mà suốt một tháng trời như vậy, thì nó sẽ tổn thương đến tỳ dương nha. Rồi đây là chống chỉ định tuyệt đối. Thì giống nãy thôi, ở đây là pháp thanh, cho nên những cái bệnh nào về hàn chấn thì mình đừng sử dụng nha. Hoặc là hiện tượng chân hàn giả nhiệt, hoặc là hư nhiệt do quá sức, do huyết hư, thì mình cũng hạn chế sử dụng. Đây là phân loại. Các anh chị sẽ thấy phân loại quen quen. Nếu như cái lớp nào mà học đông dược em hướng dẫn đó, thì em hay phân loại theo năm nhóm này nha. Thì thanh nhiệt tả mã nè, thanh nhiệt giải độc nè, thanh nhiệt lương huyết nè, thanh nhiệt tư âm và thanh nhiệt hóa thấp hay là táo thấp gì giống nhau. Thì học đông dược em phân theo này để cho đến khi học lý luận cơ bản các anh chị dễ học là vậy. Rồi pháp thứ bảy các anh chị. Pháp thứ bảy đó là cách tiêu, tức là làm cho tan nè, nó phá bỏ các tích tụ và ngưng trệ nha. Ví dụ ở đây nó có một cái khối gì đó, thì uống cái những cái pháp này làm cho cái khối này nó tiêu đi. Thì tiêu là làm cho tan, phá bỏ đi, thì làm tiêu tan những tích tụ ngưng trệ trong cơ thể, mà nó cơ thể mà không mạnh và gấp rút như pháp hạ. Tức là cái pháp này có thể từ từ sử dụng được, nó không có cần gấp như là cái pháp đi cầu ra ngoài hay là như cái pháp sắp nôn. Thì thường cho dùng cho những cái bệnh mãn tính và diễn tiến chậm nha. Thì cái khối này nè, nó thường là cái gì? Nó thường là khí, là khí ứ. Nó thường là nước hoặc tân dịch ứ trệ, sinh đàm thấp, hoặc là thức ăn, hoặc là huyết trùng. Huyết trùng hồi xưa nó tương đồng với lại ký sinh trùng bây giờ, các anh chị dung sáng này nọ đó. Thì đây là chỉ định, là chỉ định cho thực chứng. Thì ví dụ thực tích ăn quá nhiều đi, thì mình làm có những cái pháp làm cho nó tiêu đi. Ví dụ như bài thuốc bảo hòa hoàng mình học rồi đó, mình hay học cái phép trị của nó là tiêu tích đó, thì đó là một trong những phép tiêu. Các anh chị thận trọng chỉ dùng cho thực chứng thôi nha, đừng có sử dụng hư chứng. Nếu người bị hư chứng mà người ta bị thực tích, tức là đã bị bệnh nền rồi đó mà còn ăn uống nhiều nữa, thì dùng cái phép này cũng được, nhưng phải phối hợp với thuốc bổ để tránh cái trường hợp là khí huyết nó bị giảm. Rồi đây là chỉ định các anh chị, chỉ định cho trường hợp thủy thủng, trường hợp cho chỉ định cho những trường hợp trân hà huyết ứ, ký
ký kết hoặc là trùng đích. Rồi đây là chống chỉ định tuyệt đối, tức là không được sử dụng. Người bị cổ chướng ha, người bị phù thủng do những trường hợp này nè các anh chị. Chứng nhiệt do những trường hợp này, tỳ hư do những trường hợp này. Tại sao vậy? Khi học bệnh học các anh chị sẽ được giải thích hết trơn luôn. Rồi cái pháp cuối cùng các anh chị, pháp cuối cùng các anh chị hay thấy y học cổ truyền hay sử dụng nhất, đó là pháp bổ. Thì học cái phần đông dược về vị thuốc bổ rồi, cũng như học cái bài thuốc về những bài thuốc bổ rồi, thì nhắc lại thuốc bổ của y học cổ truyền nó không giống với thuốc bổ của Tây y nha. Thuốc bổ của Tây y là một cái dạng sử dụng hỗ trợ thêm, còn thuốc bổ của y học cổ truyền là dạng thuốc trị bệnh. Cho nên người bị bệnh mới dùng thuốc bổ, còn người khỏe mạnh thì không dùng gì hết nha các anh chị. Bổ có nghĩa là cái gì? Bổ có nghĩa là bù vào chỗ đang thiếu, chỗ nào thiếu thì bù vô. Thì mình chia nhóm thuốc bổ nha, gồm có thuốc bổ âm nè, thuốc bổ dương, thuốc bổ khí và bổ huyết, các anh chị học rồi đó. Thì thận trọng khi dùng các loại thực chứng, bệnh thực chứng thì không có dùng thuốc bổ, hư chứng thì mới dùng thuốc bổ. Lưu ý đến công năng của tỳ vị nha, tại vì tỳ vị là nơi chứa thuốc đầu tiên, các anh chị chú ý. Nhất là những thuốc bổ âm mà bổ huyết thì nó thường gây nê tỳ, cho nên là mình linh hoạt, mình cho thêm một vài lát gừng vô trong những bài thuốc đó để cho tỳ vị nó mạnh hơn. Phép bổ thì chỉ có hiệu lực khi đã được chẩn đoán là hư chứng thì mới sử dụng phép bổ. Nhắc đi nhắc lại cái này. Rồi đây là phân loại thuốc bổ, thì học bài thuốc các anh chị biết rồi, cái nhóm này mình học rồi nè. Hoặc là có những nhóm thuốc người ta phân chia theo tạng phủ, tuy nhiên phân chia theo âm dương khí huyết thì nó rộng rãi hơn các anh chị. Đầu tiên mình sẽ đi vào thuốc bổ âm, hay còn gọi là thuốc hít âm, dưỡng âm hay tư âm. Thì nói nào nói thì nó đều là chỉ thuốc bổ âm á. Thuốc thì thường có tính làm tăng âm dịch trong cơ thể, ví dụ như những bài này mình quen quá rồi ha, lục vị nè, tả quy ẩm, bách hợp tố kim thang, hay chỉ thuốc địa hoàng, hay là bài bổ tâm đơn. Rồi thuốc bổ dương, nó có công dụng ngắn gọn là tráng dương, làm tăng công năng hoạt động của phần dương. Những cái bài như là quy tỳ, bát vị, hữu quy ẩm nè. Rồi thuốc bổ huyết thì thường chỉ định cho chứng huyết hư, mình có cái bài đại diện là bài tứ vật thang đó. Rồi tiếp tục là thuốc bổ khí, thì nó giống như là bổ dương nhưng mang tính hữu hình hơn. Ví dụ như là tâm khí hư thì dùng dưỡng tâm thang, tỳ khí hư thì dùng bổ trung ích khí thang, vân vân như vậy. Và chính khí trong cơ thể suy thì mình dùng bài tứ quân tử thang, bài kinh điển quá thôi. Rồi như vậy là cái học phần lý luận cơ bản của mình tới đây là xong rồi đó các anh chị. Mình học luôn bát cương rồi, mình học nguyên tắc điều trị, mình học luôn bát pháp rồi. Nhắc lại một lần nữa để cho các anh chị vô sao đó mình nắm được. Tuần sau là ngày 14 nha. Buổi tối thứ bảy thì mình sẽ kiểm tra cái môn lý luận cơ bản để kết thúc môn. Thì kiểm tra xong thì ôn tập cho các anh chị giống như tuần trước mình làm kiểm tra bài thuốc vậy đó. Thì hình thức kiểm tra vẫn là trắc nghiệm, sẽ có hai bài trắc nghiệm, một hệ số 1, một bài hệ số 2. Các anh chị chú ý đề mở và trắc nghiệm, cho nên các anh chị rất dễ rồi. Mình chú ý mình làm bài các anh chị nha. Rồi các anh chị coi cái kết nối mạng của mình á, chịu khó là mình biết tới hôm đó kiểm tra các anh chị kiếm chỗ nào mạnh mạnh mình ngồi đi. Chứ tới lúc đó mình làm kiểm tra các anh chị nói em cũng không giải quyết được nha. Các anh chị chịu khó thông cảm phần này. Rồi các anh chị có thắc mắc gì về chuyện kiểm tra không? Dạ mấy giờ mình sẽ kiểm tra? Vẫn là giờ y cũ mình học các anh chị, 6:30. Mình làm bao nhiêu câu rồi cô? Hai đề nha các anh chị, mỗi đề 10 câu. Mỗi đề 10 câu và mỗi đề 10 phút luôn. Điểm bằng nhau hết đó cô? Em nói rồi đó, một bài hệ số 2, một bài hệ số 1. Vậy là một người làm hai bài luôn hả cô? Đúng rồi các anh chị. Ủa cô ơi, còn mong bài thuốc là K17 nào mới làm cô? Khi nào kiểm tra thì trước một tuần em sẽ báo với các anh chị. Dạ. Có giới hạn bài không cô, hay là mình học hết luôn cô ạ? Để mở mà các anh chị, để mở mà giới hạn gì nữa. Rồi, các anh chị còn thắc mắc gì về vụ kiểm tra không? Dạ không rồi cô. Rồi không ha, như vậy thì cứ như vậy tới tuần sau thứ bảy mình làm nha các anh chị. Rồi
À, mình nghỉ ở đây nha. Chúc các anh chị buổi tối vui vẻ. Dạ cảm ơn cô. Chúc cô cuối tuần vui vẻ. Chào cô. Chào cô.